sỏi trong tạc tách này, Pomepinong, mời Pomepinong bấm phăng chương trình công kháo mưa sao cảm bờ xí bị sóng quan sao xí không đài phát thanh truyền hình sần hà cùng chương trình money xung khỏi sở trên hòn Pomepinong bưng công khảo sưng lằng tên cầm mở sau hạ cặp bữa dí, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng bàn uẩn ba biến mở cánh mà pe doanh nghiệp, cầu uẩn ba bảng học cải phóng máy, ma vỉa, tùm pua, sòn xếp, biến mở, nhau súng lang đi với dệt không, bưng công ty dệt dườn, hài na, pú bá. Nặng năng máy tỉnh Sơn Hà, mi đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám tỉnh, Chủ tịch Hội đông Hở rằng Xìa Pưng Công ty Dệt Dần Na Pú Bá Không Tình, Dệt Vịa Bóng Đầy Lang Đì, Cậu Uẩn Pa Bảng Họp trong họp mi phuẩn pa san sở ngành ủy ban giám mưng bưng huyền lò thành viên hội đồng hở giang xìa pưng công ty dệt dần hải na pú bá không tỉnh dệt vỉa báo cứ đẩy lang đi Họt khay, Bộ Nông nghiệp cánh Mã bè bản na còn làm le, tinh thủ tướng chính phủ, cá xí xếp luông bùn, sòn xếp biến máu, cánh Mã bè, nho súng lang đi vệ dệt, khỏng công ty, dệt dường Hải na, bú bá, khỏng phương tỉnh, thành phố, tập đoàn, tổng công ty, mi công ty Diệt dườn hải nam phú bá hôm mi hốc bón Diệt xanh sòn xếp biến máu tòi nghị tỉnh số hoài Nừng, bài ship pet vì dòng văn bài ship xí không chính phủ thủ tướng chính phủ có phê duyệt xí ship cuồng số xí ship ép luông bùn không bưng tỉnh thành phố đơn vị cuồng nằn mi sòng hoài hà ship sòng cuồng số sòng hoài hà ship hốc công ty có phê duyệt luông bùn sòn xếp hỏi nừng hốc xếp hết công ty dệt dườn hành na bú bá diệt heo phía sòn xếp biến máu nặng xàm xếp bếp tỉnh thành phố xàm tập đoàn tổng công ty cánh bưng tần vị sữa bộ quốc phòng nhăng cầu xếp hạ công ty dệt dườn hành na bú bá hê dệt heo phía sòn xếp biến máu tại luông bùn tẩy phê duyệt cánh hê tẩy phê duyệt luông bùn nặng sao xí tỉnh thành phố sữa trung ương cánh sòng tổng công ty cốc bài bưng công ty hê dệt heo phía sòn xếp biến máu lò pưa luông bùn khỏng pưng tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, hê làm hết chủ dương, xương nằn, chơi luông bùn, đẩy thủ tướng chính phủ phê duyệt, bưng tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, xúc tạm đề nghị, xỏm bành, bón diệt xanh, sòn xếp, xương hằn trắng ốt nan, san luông bùn chính sách, tắt bùn khỏng không mương, hê bòm bâng, hê trọp sồm cấp viện dệt, khỏng phương công ty, dệt dường hên Na bú bá. Phát biểu Uẩn ban Đảng bằng họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị, bưng bổ ngành, bưng tỉnh, thành phố, cạt kiên, tinh cấp mi quyên, làm phe quyết định luông Pùn cho dừa công ty diệt dừa hành nát bú bá rằng diệt việt heo bó mi xương thành toán tày uẩn pa uẩn chỉ tít tần diệt xăm heo việt làm Ple, tạ mài bác Đắc mài cấp chìa chứng nhận quyết sủ tin kẻ khai khát nàng việt tranh trinh lớm ao tin sủ tin tòn bó men tại luông Pùn. ủy ban dân mương phương tỉnh thành phố sửa trung ương diệt heo phía phê duyệt luông Pùn, sủ tin không phương công ty diệt dừa hành nát bú bá không địa phương cánh trung ương nàng quang phòng tinh thủ tướng chính phủ phê duyệt con tuần hốc tỷ sòng bắt phải sao xí. Tấn trọng mưa sao hạ cả bườn xí, nặng hơn sơ liệt xí nả trần mương thành phủ, nghĩa trang liệt sĩ hơn mương an à hưng, thành phố điền viên phủ, tỉnh điền viên vâng ừ, đồng chí uẩn ba tỉnh sơn hà có mưa tài hường bốn hà khuẩn ngao mú ảnh hung liệt sĩ lai mò cuồng bằng sơn trinh trên lang mương thành phủ trong hạp lễ tải hường mi đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng hữu đại biểu quốc hội tỉnh sơn hà đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh đồng chí nguyễn thái hưng ủy viên ban thường vụ chủ tịch hội đồng dân Mương tỉnh vương đồng chí cuồng ban thường vụ tỉnh ủy tàng hạ uẩn pa san sở ngành không tình tó khuẩn ngao mú ảnh hung liệt sĩ bưng đồng chí uẩn pa tình cánh đoàn có bày tẩy hưởng vào khẩn nung sơn ơn xuất thi đối cấp cổng khôn nháng luồng khòng chủ tịch hồ chí minh chăm chứa cổng khôn khòng mú ảnh hung liệt sĩ cánh bò mè chủ trợ côn hàn ngăn lai mò sông trinh giải phóng dân tộc Bưng đồng chí Uẩn pa tỉnh cánh đoàn, chi chống hành tập tư, xếp tạm bánh khay, hồi chờ ca sàn, trang cơ táo táo bùn, cuồng via tàng tánh cánh mà pè dây dần tánh đà bản mương, tủm pua bóc giòn, ngườn lang hạc mương, chủ nghĩa ảnh hung cách mạng, khẳng khăng, bày trẻ hơn mương Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cuồng bằng xê mớ quyết trở trăm năm đi via tàng tánh mà pè hơn mương, bừa lung bùn, dần hăng, mương hanh, dần chủ trần piêng, bản mương đắc văn. Cuộc chương trình đoàn có bài giảm bảo tàng bằng son bè trên lăng mương thành phủ bài cáo ảng bưng tàng trường khổng không bằng son bè mương thành phủ bị bắt hưng cầu hỏi hạ xếp dí cánh hún ảnh ma bằng son pè hún ảnh có chứng mài lau bằng son bè trên lăng khổng việt nam bưng chu vỉa đầy cạt kiên cài bưng hún ảnh vầy bưng côn bấng le hủ chảnh xưa ma bằng son bè trên lăng mương thành phủ lăng cho bài giảm bảo tàng các bưng hún ảnh mắt bằng son pè, bưng đồng chí uẩn phát tình cánh đoàn, có số tỷ giòn ơn, tỏ luôn có hôm nhớ luồng khòng hú ải bì bì xưng, vậy chủ cho con Việt Nam đầy kín rú trùm yên, úm ình sương mưa ni. Tân cầm hử sau hạ cầm bươn sĩ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng mũ đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn Hà, bòm các mũ công tác không tỉnh, cầm mưa tẩy hường, nặng hương sơ liệt sĩ, nặng bón chiên lăng, văn hóa pu phà đìn, huyền thuần trào. Cuồng lăng xôn bè mương thành phủ bị bắt lừng cầu hỏi hạ xếp sĩ, pu phà đìn, đẩy hụ họt, lò bón, hàng băn dần cổng hỏa tuyến, ven cơn khải tang, báu quan phà, sắc tẩy phốc bòm tàn, bén phá quyết trả khôn chiên khẩu năm cắp kìn mà ống chuồng hong hở hạ Trần hàng ban côn có hàn ngang lây mòn nặng nỉ cắp lan trở tênh mết hở nà chân tênh mết vầy xôn pè vầy chăm chứ cổng khun khổng mũ ảnh hung liệt sĩ dần cổng hỏa tuyến lây mò bướn hết xuống là tư tàng khổng bản mương huyện thuần trầu cò tảng tánh hương sơ liệt sĩ nặng phòng chiên lang văn hóa pu phà tin nặng xã mương é nặng ta tin quảng cài hách thóng họt khay công trình cò xe heo gian cốc khoe Tẩy hường, nặng hơn sơ liệt sĩ Pu Phà Tìn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hiếu Đông cánh phương thành viên cuồng đoàn, cỏ vào khẩn hùa trời chứa ơn, đối cấp cổng khôn nhớ luồng khòng mũ ảnh hung liệt sĩ, dần cổng hỏa tuyến, lanh mòn hàng nì. Đoàn có chào hèn, chi chóng hanh, bánh hành hơn lang cách mạng, vầy tảng tánh hơn quệ bản mương, nhường mử, nhường hàng hanh, yếm po, cánh úm ình. Tên cầm mở sao sĩ cầm bờ sĩ, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đâm dân hương tình, có trong hạp sinh hoạt trì bộ, nằng bản làm cút, xã mương bòn, huyện Mai Sơn. Trì bộ bản làm cút, khai nghi, mi sĩ xí, xí bếp đảng viên, nàng chu sinh hoạt, bản trì ủy trì bộ có báo nàng qua ma bưng nả vịa bồn giòn, nàng cuồng mương cánh mương nọ, trên báo bưng chỉ thị nghị quyết không cấp ủy cấp nửa họ đảng viên xe danh côn hừng bồn giòn phầy trong hạp ép lớp lung bùn không đảng tăng sòng nhận danh lang đi vì ẩn ba trăm năm nạp về chính trị không tri bộ bườn xí trên báo nạp về bườn hà bị sòng văn sao xí phát biểu hàng chu sinh hoạt đồng chí chủ tịch hội đồng dẫn mức tỉnh đề nghị chỉ ủy chỉ bộ bản làm cốt sắp tạm nhau súng lang đi việt sinh hoạt chỉ bộ bồng chờ hòn phía tặng tánh đảng tặng tánh chỉ bộ nhường mưa nhường hàng hanh trên báo nếu chưa dẫn mương, nhà biến có bú bồng tổ tành liêng, chọc sùng cắp lông hanh nàng địa phường tổng pua nhận vào tình ảnh chính trị tình ảnh bản mương nho sùng đôi kín rú khẩm dẫn mương. mở sao sĩ cầm bừa dí đồng chí hai trung chiến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thanh ủy chủ tịch hội đâm dẫn mương thành phố bom các mũ cầm tác có bày kiểm tra vỉa tảng tánh bản nắp máu vèn xanh nàng xá chiêng sùng cánh xã chiêng cò làng chơi xá chiến sồm cánh xá chiến cò đẩy công nhận lò xá bản nát máy nho sùng nọ việc xứp tạm chữ mặn cánh nho sùng pưng luông bùn bản nát máy bản nát máy nho sùng xá chiến cò cánh xá chiến sồm xứp tạm đầy thanh phố lựa chớp năm bón diệt xanh ma việt tảng tánh bản bản Năm máy phèn xanh tòi nằn xá chiến sồm lừa bản phiền hua xá chiến cò lừa bản hun vầy chớp năm tảng tánh bản bản Năm máy phèn xanh vài chớp năm lang tỉ nà việt tảng tánh bản bản Năm máy phèn xanh Giàn cải ma thanh ủy ủy ban dân hương thành phố có tòa hôm uẩn pa, tăng sòng phòng chờ xóm ngân cốc chuồng hong chấp năm bưng luông bùn tảng tánh bàn bàn nam hóa phèn xanh tỏ luông trôm hạp khổng cá chuông chính trị luông bòm hôm hanh khổng dần mương nả vỉa tảng tánh bàn bàn nam hóa phèn xanh có cựt đẩy lại lang tì táng nguồn trôm khách nhì bản phiền hua xà chiêng sồm có cựt đẩy xếp giảm cuồng số xếp hốc luông bùn bàn bàn nam hóa phèn xanh bản hun xà chiêng cò cựt đẩy xếp ép cuồng số xếp hốc luông bùn đồng chí hai Trùng Chiến giao hỏi bưng phòng bàn truyền môn không thành phố, đảng ủy, ủy ban dân mương, xã Chiến Sồm, cánh xã Chiến Cò, xứp tạm cạt kiên, chớp năm, diệt xăm nẻo bưng luông bùn hết cửa đẩy, tỏ luông bùn, hơn mương, cánh dân mương bòm dệt, đề nghị đảng ủy, ủy ban dân mương sòng xã, xứp tạm tủm bua trên báo, ma phịa, tặng tánh bản tham hướng phèn xanh, họt cán bộ, đảng viên, cánh dân mương. Nếu chưa luông chôm hạp không cá chuông chính trị, chớp năm bưng luông bùn, nhăng tút thiếu cháu hanh tàng tánh bản hun cánh bản phiền hoa đầy công nhằn lò bản bản nam mỡ phèn xanh cuồng lạp bì sòng văn phải sao xí trương phi năm hạt sườn còn bài số 4 sườn hoàn hưng sàm xíp xí bì mừ với nó chủ tịch hồ chí minh chết xí bì bằng son pè trên lăng mương thành phủ hốc xíp hà bì mừ phú hô ma giảm tây bắc nặng sơn hà cánh hà bì ao khẩu chuồng hong hún ló phú hô cắp bò mè chu chờ côn tây bắc tấn chào mở sao hạ cầm bữa xí, hội khoa học lịch sử tỉnh cỏ khay chu sổ sảm khoa học dần là các bảng xôn bè mương thành phủ bị ban hưng cầu hỏi hạ xếp xí cánh bìa bánh khay lạc đi bón trên lăng cầm tó cắp sắc tay trong hạp hội thảo mi đồng chí nguyễn thành công phó chủ tịch ủy ban giám mức tỉnh quần pa san sở ngành không tình sao xí bay sổ sảm không bưng hơn khoa học ngắm bùn lịch sử còn huống ban họt sảm là vị nhớ homi bảng son pè trên lăng mương thành phủ sơn hà cấp bảng son pè mương thành phủ bánh khay, lang đì bón trên lăng bảng son pè mương thành phủ nặng tỉnh sơn hà cài năn, con tròi ngắm bùn dễ đỏ chành mắt bưng lang đì không bằng son pè trên lăng mương thành phủ luông trò rửa khòng tinh phén đìn đối các bằng son pè luôn cọc hôm khòng tỉnh sơn hà cuồng bàng son trinh bưng bón trên lăng khòng bằng son trinh cầm tó cắp sắc tày cánh long bùn vầy bánh khay lang đì bưng bón trên lăng cuồng bằng xí Vàng họp đại khéo vậy sức tạm chứng tranh cánh bánh khay lang đi, vì ẩn pa khẩm đằng, hồ chờ chóng hành tập tư, tó xôn, vì dệt, luôn có phong khẩm trùng hú vũ trang cánh dẫn mương tỷ dần hà, đối các bàng Xuân bè, mương thành phủ tăng sòng hôm phân chiên pháo bó sòn ngân lăng hạc mương hồ chờ hùng nà mát tà không cán bộ chiến sĩ cánh dẫn mương trù cho côn nặng cuồng tình Phát biểu nàng chu sổ sạm, đồng chí Nguyễn Thành Công, mỏng cong bưng hơn hòa học, xếp tàm mi lại bát ngắm bùn, dưới đó chảnh xưa mà bưng có hôm nhớ luồng, không quần cánh dần mương chùi cho con dần hà, cuồng tàng xuân bè trên lăng mương thành phủ. lườn xưa lọ việt trò dừa, khôn chiên trương kìn, mà ống, đàn, cánh phủ côn, trong hạp sông trinh nàng điền biển ngắm bùn mà bưng bón trên lăng bưng bón cạt kiên cắp điền biển nặng cuồng tình vầy bánh khay lang đi bưng bón trên lăng sấp tầm ngắm bùn giáo hù ma bưng cốc hôm khỏng bưng côn trôm hạp bằng sơn trinh cài nằn dễ đó chành cánh trứng mài luông cốc hôm khỏng sơn là cuồng bằng sơn bè trên lăng mương thành phủ tàn bằng vầy trứng mài ma mà ngần lăng khỏng địa phường chuồng hong vỉa bót giòn cách mạng bánh khầy ngần lăng hồng phân tẳng tánh cánh mà bè hơn quê sơn là Mở sau hạ cầm bườn dí hồi nông dân tình, có khay bằng hộp sổ sảm không doanh nghiệp, các bòi mẹ na ma vịa, sáu hạ bón khai trương hai xuân bị sóng văn sao dí. Trôm hạ bằng hộp sổ sảm, mi đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân Mức Tình, ba san sở bản ngành không tình, hồi nông dân bưng huyện thành phố, phủ tàng nà san doanh nghiệp, hợp tác xã dê dần hài na, cánh tàng nà bòi mẹ na trừng bú bồng, cánh tảnh hiền, khòng bưng huyện thành phố báo cáo nặng pang sổ sàm hờ hền nạp họt khay, cá tình mi cài pet xíp xíp ban hectare có kín mát chủ tàng mỏi pì pít cù tẩy giáo xí hỏi hạ xíp hạ ban tấn cài sao hectare cà phê arabica hốc ban hectare tre hạ ban hectare có cao su xíp ban hectare ỏi lăm pưng mua quai mi cài xí hỏi cầu xíp ban tổ cánh hàng ban hectare nòng liền tổ rút cuộc năm Lại luông bùn chính sách dòm hở phòng bản na có đầy tỉnh tành ó cánh chớp năm lang tỳ Họt khay mi hỏi nừng hạ ship tàng trường đầy chứng nhận ô cốp hôm my sòng hỏi pet ship bón khai trường hay xuân tổ giúp quận năm Tiên an quản lý sòng hỏi cầu xíp xí mã phòng pút bồng chuồng hong khai bay mức nọ hỏi nừng xí xếp hạ cơ sở chập năm dệt dườn tại luông bùn việt cơ lưu ban kháp tên cá tỉnh mi hả hỏi hốc ship gân máy cánh cơ sở chế biến trường hay xuân tràm và xin nọ bưng lang tỷ cượt đẩy ngành nông nghiệp khỏng tỉnh còn nhang mi san khủ cha dạ khỏng luống xương vìa diệt sườn hay na nhăng lệch nồi pò hay mẹ na diệt sườn phân lại bần sở kinh nghiệm không trảo lò chính hết chớp năm men tài luông buồn kỹ thuật trường diệt ó hết diệt sư nhảy bao lắc tỳ vía khải trường hay xuân cò tàng pò hải xa cha lân hiển mi ó vía đẩy mua bấu đầy ca trường khải ra vương xoành nghiệp cuồng vía diệt sườn hay na hết mả pè tài luông mặn nà phát biểu nàng pàng sầu xàm đồng chí nguyễn thành công đề nghị hội nông dân tỉnh sướp tạm chiến báo nếu chưa hồi viên pò hay mệt na tủm pua cạt kiên cấp bưng doanh nghiệp hợp tác xã tủm pua sủ lang tỷ khoa học kỹ thuật khỏi tù tắt săn ngà nho súng lang tỷ cò búp bồng tổ tảnh liêng biến máy luôn hấp hó trường khòng vậy cửa tóp tẩy lang áo khòng trượt lạt đề nghị bưng doanh nghiệp hợp tác xã hòn khâng tánh óc luông bùn cạt kiên cấp bò hai mệt nan nàng quảng tỉnh cạt kiên diệt sườn vậy tánh ngóc phòng búp bồng tòp hôm cát kiên cấp sáu hà bón khải trương, tẹt tiền Mặt nà cánh hưng hy lợp tan kẻ khải pưng khủ nhăng xà cha khát Khổng, cuồng vịa diệt dườn cánh sáu hà bón Khải trường nàng pàng sâu sam mũ đại biểu cò bay giam pưng bón bài trương hai xuân khổng huyền hồng dần pưng huyền thành phố y lỏ san vay hồi viền po hai mệt na cáo ảng hoạt pưng xoành nghiệp hợp tác xã ma luông hanh khổng địa phương khải ó luông cát kiên sáu hà bón khải, trương, hai xuân cuồng san pena tăng sòng, san doanh nghiệp, có cáo ảng, ma bưng tàng trường, đẩy diệt ó tế trường Hải xuân, khòng po hai mến na quận tỉnh Sơn La. Cáo ảng, ma bưng tàng, khốn giả hiếu cơ, già bảy chữ có búp bồng sinh học, vầy, hồi nồng dần, trụ cấp, sáng hù, cạt kiên, cánh sủ, vầy chuồng hong, diệt sườn, cuồng sàn bèn Tên cầm mử sao hạ cầm bờ dí, đồng chí Lê Hồng Minh, phó chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh, cầu ẩn ba, chu diệt việc cấp san sở, ngành không tỉnh, cánh huyền mộc trầu, hôm qua sở phú triển lai, ma án công ngành, đồ thị mộc trầu, lò đồ thị tàng xí. Nàng Chu diệt Vịa, Uẩn pa Huyền Mộc Châu có báo cáo lan đi về chấp năm đề án đề nghị công nhận đồ thị Mộc Châu, tỉnh Sơn Hà, cực đầy lông bùn đồ thị tăng xí tỏi năn chấp năm nghị quyết số xếp vì sóng bắt xoét bàn thường vụ tỉnh ủy ma vỉa tẳng tánh cánh mà pè huyện mộc châu cực bền thị xã của bì sóng sao hà ủy ban dân mương huyện mộc châu có chấp năm vỉa biển mài cánh tinh khẩn phê duyệt văn phòng bưng chương trình đề án hôm văn phòng trùng đô thị mộc châu tỉnh sơn Hà họt mét bì sóng bắn xí xíp chương trình mà pè đô thị mộc châu tỉnh sơn Hà họt mét bì sóng bắt pè xám đề án đề nghị công nhận đô thị mộc châu tỉnh sơn la cửa đầy đô thị tăng xí, tây mết ngon đìn hành chính không huyền mộc châu Về ban xã Phương Nông Bùn không đô thị tăng xí, đẩy tắt bùn tòi nghị quyết số sao hốc, mở sao hết cầm bồn cầu vì sóng văn sao sòng, không ủy ban thường vụ quốc hội, ma vỉa sòng bành, tướng tên san hụt, không nghị quyết số, păn hưng sòng hoi bè xít, mở sao hạ cầm bồn hạ vì sóng bắt xíp hốc, không ủy ban thường vụ quốc hội, ma bàn tăng đô thị, Hot Khay, đồ Thị Mộc trầu, Co Cơ Đầy, pet Xếp Cầu, Phầy, Không Pét, Quần Số, Hỏi Nương Điểm, Cơ Đầy, Cá hạ Lung Bùn, Ma Tăng, Ngon Đìn, Lung Bùn, Cánh vỉa, Mà Pè, dây Dơn, Tánh Đà, Bản Mương, Dân Số, Số Côn dây vỉa, dây Dơn, Hai Na, vỉa, Mà Pè, Cốc Ngân, Sinh Khòng, Cánh dây tràn Đô Thị, Cánh Cơ Đầy, Hốc Xếp Quần Số, Hốc Xếp Giảm, Lung Bùn, Nhăng Sóng, Lung Bùn, Hết Cơ Đầy, Ăn Lò, Mật Độ, Dân Số, nặng Đô Thị, Công Trình Kheo, Uẩn ba sở xây dựng có báo cáo Lan đi về nhận danh đề án đề nghị công nhận đô thị Mộc Châu, lò đô thị Tăng Xí, tó Long Bùn, lò Tây Mét Ngọn Đìn, hành chính không Huyền Mộc Châu, bưng giả cha khỏng Nuống cánh luông Kẻ khầy, mũ đại biểu trong họp hôm qua hôm sở Việt Thổng Long bưng tổ số cuồng đề án cánh pưng tổ số tôi báo cáo không Huyền tỉnh Phát biểu nặng chu dệt vỉa, đồng chí Lê Minh đề nghị Ủy ban giám mức huyện Mộc Châu tập hôm quan cấp hôm không bưng sở ngành xếp tạm phòng chờ xe leo bưng lung bùn hết cơ đầy, cạt kiên các bưng sở ngành đơn vị sàng phành xe leo đề án tinh Ủy ban giám mức tỉnh bấm danh tinh cấp mi quyên bấm danh về duyệt tòi lung bùn. Bộ gian bốn sườn xí xếp cào bì, mử giải phóng miên nằm, lồng liên nằm đìn bản mương, cánh hoài nâng xàm xếp chết pì quốc tế lao động, câu lạc bộ văn hóa bản cỏ phương trường ngàn thành phố sơn hà cỏ khay chương trình ỉn muôn khắp xe chương trình nếu chưa đầy luôn trong hầm khòng bát đôi khắp xe khòng vưng xá phương nặng thành phố nặng chương trình bưng đôi cỏ khắp xe cài sàm xít bay khắp bay xe sừng nhòng tàng cú hô hơn quỳ bản hương tiến máu tàng tánh bản hát máu phòng nằm lò lại bay xe tòa nhà hiện tại Vương bay khắp bay xe, có đẩy vương tồi đánh tam thí may, nếu chưa đầy thướm hải côn mà vẫn thế trôm chiều cải chu ỉn muôn khắp xe lò gian vầy phương thành viên cuồng cầu lạc bộ cỏ xương phương tuổi khắp xe nặng thành phố đầy bò nà cà sàn khắp cản xưa tăng sòng hôm phân phúc xuân hà phong ỉn muôn khắp xe mã ve vầy chuồng hong nả phía chính trị tập tư bạc hanh cửa tóc vầy lăng áo ỉn muôn khắp xe khòng phò mè dần hương nặng cuồng phòng nửa ni pompe à pino trong bấm phăng leo chương trình công khảo không đài phát thanh truyền hình sơn hà sau này dọn ơn pompe à pino pom bông trà ở tòn bấm phăng trông tạc khắc sường.